cô đào quá. Gửi lời thăm thành phố nghe các anh coi, gửi lời thăm thành phố nghe. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, con chào hai cô con đi nha. Rồi con chúc hai cô mua bán đất. Rồi. Dạ. Dạ, mến chào cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của em. Thì hôm nay em đang có mặt tại chợ Ngã Bảy, thuộc thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Đây là cái dòng xây, cái lối vào chợ Ngã Bảy nha cả nhà. Thì mời bà con thi theo Phước vào khám phá cái ngôi chợ Ngã Bảy của quận huyện Hậu Giang nha. Thì ngôi chợ Ngã Bảy nó như thế nào thì mời cả nhà theo dõi clip của Phước nha. Thì hiện tại giờ Phước đang tiến vào trận bên trong trận Ngã Bảy nha cả nhà. Đây cả nhà đi ngang ra thì có cái dòng xây được cái lối vào chợ Ngã Bảy nha cả nhà. Đây em đang tiến vào bên trong ngôi chợ nha. Đây là đầu chợ cả nhà. Đó. Chợ Ngã Bảy Phước Hiệp thì đây. Theo cá nhân của Phước thì Phước hiện giờ đi hiện tại bây giờ là đã răng 10 giờ. Thì cái ngôi chợ này nó cũng là khá là sung túc hơn so với những ngôi chợ khác đó cả nhà. Đây là chợ Ngã Bảy thuộc thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Đây cơm đồ. Món đồ đây là tức là cái nhà lồng bên em nghĩ chắc ở trong đó sao. Đây là chợ Ngã Bảy nha cả nhà. Có cái cô bán cô bán cái đó là cái gì cô? Con cúc cu. Thì Phước cũng đi quay cũng rất nhiều cái ngôi chợ rồi. Là hôm nay thì mình thấy cái chợ này có bán cúc cu, con chim cúc đó cả nhà. Dạ con đi quay chợ cô ơi. Dạ chợ chiều lên thời sự đó hả? À chiều lên YouTube á cô. Dạ YouTube. Dạ con chào cô, con đi nha. Thì ở đây cũng là trái cây, bánh chay cũng giống như những cái ngôi chợ khác đó cả nhà. Thì anh em Phước thì lần đầu tiên Phước vào bên trong chợ Ngã Bảy này, thì Phước cũng đi ngang đây nhiều lần rồi, thì đây là lần đầu tiên mình vào chợ Ngã Bảy. Bà con bán cũng rất là đông nha, gặp bên đường hai bên đường đó cả nhà. Đây qua bên kia có gian hàng bắp, trái cây. nhiều lắm cả nhà. Bánh nè, có chuối đồ vườn đem ra cả nhà. Đây nè, có bánh vịt. Dạ em quay YouTube ra cô ơi. Dạ ở đây bà con này cũng rất là vui tính nha cả nhà. Đây mình tiến vào nhà lồng bên trong anh Sang ơi. Đây là những cái gian hàng rau, cái lối vào bên trong chợ cả nhà. Theo cái chợ này thì giờ này cũng đã gần 10 giờ rồi mà cũng khá là đông cả nhà, khá đông người nha. Nếu mình đi vào những dịp sáng tầm 7-8 giờ thì chợ này cũng nghĩ là cho nó sẽ đông hơn nữa, do đường nó hơi xa. Anh em Phước đi đến đây thì nó cũng hơi trưa, chín mấy gần 10 giờ cả nhà. Có vào ở chắc mình nghĩ là phía trước là cái nhà lồng chợ Ngã Bảy cả nhà. Để Phước đi đi vào bên trong cái nhà lồng chợ cho cả nhà xem nha. Dạ đây có chị bán quần áo nè. Đón đồ.
Em chào chị ạ. Cái chợ mình mấy giờ nó mới tan chị? À, chợ này bán tối ngày luôn em ơi, không có tan em ơi. Dạ. Nói chung là chợ lớn mà đi từ sáng tới chiều luôn á. Dạ. Lấy gai lấy gai hoài vậy đó. Dạ. Bây giờ thường em thấy cái này em thấy cũng như chợ đông quá ha. Ừ, sáng là đông mà trưa trưa chút là nó cũng đông vậy mà nó giảm giảm khách chút đỉnh thôi. Dạ. Chứ vẫn đông bình thường. Dạ, rồi em cảm ơn chị nha, em đi nha. Dạ, em chúc chị mua mua mai bán đắt nha. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ. Đây. Cái đường mà bên trong chợ đây cô này bán tép cá đồng đây cái nhà. Đó. Cá rô đồng. À, đây là cái nhà lồng chợ trước mặt của quý vị là cái nhà lồng chợ ngã 7. À, ngày xưa cô này là nó tới 7 ngã cái nhà. Đặc là chợ ngã 7. Đây có khô. Đó. Ở đây có khô đồng nữa cả nhà. À, chào cô. Dạ con qua YouTube cô ơi. Dạ. Con đi đường xa nên con không có mua. Dạ con đi đường xa nên con không mua được cô ơi, con chào cô. Dạ, cái này là cái này cô này là cá sặc bổi phải không cô? Dạ. Cô bán khô đồng này cả nhà rất là ngon đây cả nhà. Khô đồng, có lóc đồng. Dạ. Dạ dạ. Rồi con theo cô quay cà pháo của cô làm á, nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Đây gian hàng cái này là cà pháo với đây là cà pháo. Dạ. Cái này muối ớt. Dạ. Cái này ớt. Dạ. À, cô làm này là tự cô làm hả cô? Cái này tự cô làm cô bán nè. Dạ nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Cả nhà có dịp đi ngang chợ ngã 7 thì ghé lại ủng hộ cô nha. À, cô ở đối diện cái nhà lồng chợ ngã 7 á. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ con chào cô. Quay đưa lên YouTube mà sao không quay? Đúng rồi. Bán trái sơ ghi mà đưa lên YouTube con tao thành phố còn thấy nữa. Dạ. Nha, có một cô rất là vui tính nha cả nhà. Đây để mình đi vào trong xe. Có một em nhỏ ở đây. À, chú chào con nha. À, con chào cô. À, cô bán gà vịt đây cả nhà. Gà đông đấy. Dạ. Nghĩa đang đi vào bên trong chợ á. À, đây. Hai bên nhà lồng thì cũng bán giống như nó cũng giống như những cái ngôi chợ kia thôi. Nhưng mà à, đây cả nhà. Chợ ngã 7 đây có bán siêu chục con chào cô ạ. Cái cây nhiều lắm cái nhà đó, đó đó là phía đó là cái nhà lồng chợ ngã 7 á cái nhà đó, phía tây của Phước là cái nhà lồng chợ ngã 7 thì để Phước, còn đây là cái nhà lồng chợ ngã 7 đây. Đây được có còn theo Phước thấy là ở phía trước đó đó cả nhà, nó cũng có một cái đường mà người ta bán giống như cái lối vào Phước đi nãy giờ á, họ bán rất là nhiều đồ để và đây có một cái nhà lồng, đây là bên đây là chợ Bách Hóa. À, bên đây là bán quần áo á cả nhà. Đây này là bán quần áo, còn bên đây thì là bán cá với thịt. À, có hai cái nhà lồng nằm riêng biệt là cả nhà. Để mình đi sắp tới cái nữa nha. Để mình đi lại cái khu đằng kia xíu cả nhà. Đây là chợ ngã 7 Phụng Hiệp Hậu Giang nha. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng miền Nam. Đó. Có một cái cô này bán bánh rất là nhiều bánh nha cả nhà. À, con chào cô. À, cô vẫn bán bánh đây cả nhà. À, cô bán bánh nhìn đẹp quá cả nhà, có rất là nhiều bánh luôn. À. Bánh này là bánh gì vậy cô? Bánh kem sữa tươi. À, kem sữa tươi. Đây là cũng có chè nữa cả nhà. Cô bán đối diện nhà lòng chợ Phụng Hiệp nha, ủa chợ ngã 7 nha. Dạ, con cảm ơn cô, con chào cô nha.
À. Đây thì cũng có bán mít, à, trái cây thì cũng các kiểu. Thì ở ở phía trước là cũng bày bán rất là nhiều. Cái chợ này cũng được bày bán hai bên đường á, rất là dài luôn cả nhà, nó tầm khoảng một cây số để mình loại tiến tới phía trước cho cả nhà xem nha. Đây con chào mấy, dạ đây con quay cô luôn, dạ. À, cô bán dưa hấu, à, xài, củ sắn. Dạ. À, dạ có cô, cái này con lên YouTube. Vui, cô gõ chợ chiều nay khoảng 7 giờ cô gõ chợ ngã 7 là cho gái thấy mấy cô. Chiều nay là mở trên YouTube là mở. Vô YouTube á cô. Chung chung cái vô tiếng mà cô vào vô phần YouTube cô gõ là nó sẽ lên. Dạ con quay YouTube. Dạ. À. Dạ. Vô tiếng Bắc cũng được luôn cô, mà vô phần YouTube á cô gõ là sẽ lên. Dạ. Mấy cô mới giờ ta không có nhà. Dạ. Rồi con chúc cô mua bán đắt nha. À, quá trời nha. Dạ. À, này có một cái cô này bán cái này là cái gì vậy cô? Cây cỏ chanh. Cây cỏ chanh hả cô? Mình để nó làm gì cô? Nấu nước mát. À nấu nước đâu cho mình uống nó mát hả cô? Nhìn giống cây trúc á ha. Giống cây trúc cây tre nè. Cỏ cỏ chanh đây là. Cái này là gì đây? Cái cỏ chanh đó. Cỏ chanh là 5.000. Để nấu nước uống nó mát. Nước mát thôi. Yeah. Đây nè. Có bông sú đũa này, con ướp bông sú đũa này cả nhà. Còn là đồ đồng đó. Đây để mình tiến tới đằng kia cho cái nhà xem nha. Đó. Đúng rồi, nó dài lên tầm cả cây số luôn anh ta. Ừ. Đây có nhà hàng trái cây. Bông hoa. Nó có cái đặc biệt cái khu chợ này là nó có hai cái nhà lồng, là một bên là bán bách hóa, một bên là bán nông đồ nông sản cá, là nó riêng biệt luôn á. Đây nó còn dài ở phía trước đó, để mình loại dài lại phía trước cho cả nhà xem nha. Đây là nó nằm ở trên đường Lê Lợi thành phố Ngã 7 nha cả nhà. Đó. Mặn trái cây đồ, có một cô bán cải xà lách son. Xà lách son đây cả nhà. À. Cô này là bán khoai con cha ba. Yeah. Có quay YouTube ba. Đây là cơm dẹp rồi. Yeah. Cây đều cả nhà, xung quanh đều có rất là nhiều mà bà con để bày để biển ra để bán nha. Theo cá nhân của em á, là so sánh thì những cái ngôi chợ này á thì nó sung túc hơn những cái ngôi chợ kia. À, có một chị bán quần áo nha. Em chào chị. À, em qua YouTube chị ơi. À, đây có cô bán dưa hấu. Đi anh Trang ơi, mình đi tiếng dài dài dưới anh Trang ơi. Nắng hả? Này có một cô bán chuột bên kia, có bà bán chuột luôn cả nhà. À. Ồ, có lươn kìa. Để mình tiến qua mình quay cho cái nhà xem nha. Wow, con chào bà. À, bà bán chuột với lươn với cá đây. Cái nào? Đa toàn bộ là đồ đồng không cả nhà. Dạ. Này là mình bắt hả bà? Dạ. Wow. Dạ lươn đặc chấm á cả nhà. Đây lươn này. Cái lươn. Đây là chuột nha cả nhà. À. Rồi con chào cô đi nha. Dạ con chúc cô mua mai bán đắt. Đây. Đây mình loại nãy giờ mà cũng khá lâu mà cũng chưa có hết được cái chợ ngã 7 này cả nhà. Đó, đi giờ dưới nó có cái còn rất nhiều người bài bán. Đi ta ơi.
chia là chua, chua rang, bơ và trái cây. Cô quay YouTube cô ơi. Dạ. Con cô bán trái cây này kìa. Dạ. Con quay YouTube, cô lên YouTube cô gõ. Dạ, có con là Nghĩa Phước TV. À, cô bán nho, hoa nho nhìn tết chút đấy. Dạ, cái này là của cô hết luôn. À, cô bán có rất nhiều dây cho hàng trái cây luôn nè cả nhà. Chiều nay 7 giờ cô gõ chợ ngã 7 là cô sẽ thấy cô trên chảnh. Dạ. Rồi, cô bán trái cây nhìn rất là ngon nghe cả nhà. Rồi, cô chào cô, con đi nha. Dạ, để cô quay nhảy cô qua nghe rồi cô. Ở đây là cũng có chả. Dạ, ăn qua YouTube cô ơi. Dạ, đây em quay đây có gian hàng đặc xưởng đây cả nhà. Dạ. Đặc xưởng mình tên gì vậy cô? À, tên Phượng nha. Phượng. À, đây cái bán hiệu của cô đây cả nhà. Nằm ở đường Lê Lợi. À, thành phố nha bạn. Dạ. Ở đây cô có rất là nhiều lạc xưởng, có chao nữa cả nhà. Lạc xưởng chao với cái kẹo trắng đó là cái gì cô? Dưa kiệu mà ngon lắm. Dạ, có dưa kiệu nữa cả nhà. Cả nhà có đi ngang chợ ngã 7 thì ghé lại ủng hộ cô nha. Cô nằm ở đây là ngay trong cái đường Lê Lợi cả nhà, đối diện Bách Hóa Xanh. À. Dưa kiệu ngon lắm nha. Dạ. Dưa kiệu này mình làm nhà hả cô? Làm nhà con. Dạ, có. Ở đây duyên trì là hay quay. Dạ. Hay quay, dịch quay. Dạ. Mà bán hết rồi. Dạ. Dạ. À, là có lạc xưởng rồi, chao. Chả lụa nóng luôn. Dạ. Cô bán rất là nhiều cả nhà đó. Cả nhà có đi ngang thì ghé lại ủng hộ con nha. Đây nè, bánh thái mì nè. Dạ. Tao quay hết rồi. Bánh có bánh thái mì nè cả nhà. Dạ, bánh thái mì nướng. Bánh thì cô lấy ra bạc liền. Dạ. Rồi có chả. Cái này là cái chuyện sáo hả cô? Sáo con ơi. À, có chuyện sáo nữa nè cả nhà. Dạ. Đây là đồ ngon không à? Dạ. Chợ ngã 7, chợ ngã 2. Dạ, cả nhà có đi ngang chợ ngã 7 thì ghé ủng hộ cô nha. Cô ở số 76 Lê Lợi nha. Dạ, rồi ở thành phố. À, có cô bán trái cây thì cặp bên cô bán lạc xưởng. Dạ. Có tôi luôn. Dạ. Cô Đào á. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, con chào hai cô con đi nha. Rồi con chúc hai cô mua ai bán đất. Rồi. Dạ. Đây là cô tiếp là dân trái cây cái nha. Đây có mấy cô rất là vui tính nha. Đây có cái cửa hàng khô. Wow, cô này là cô cá biển hay sao cái nè. Đây. À, cô rất là nhiều khô luôn nha cả nhà. À, cái khu vực này là bán khô rất là nhiều khô. Đó. Ở đây thì tới khúc này thì cũng chưa có hết cái chợ ngã 7 nữa cả nhà. Đó. Con cô đang bán trứng đến đây. Sao đi vô. Đây là cặp cái tới cặp con bà kè cặp mấy sông á cả nhà. Con cô bán cho 15.000 thôi nha. Gà nhốt này cái nè. Gà muốn đồng, chuối. Rồi. Đây là cái khu vực cặp cái mé sông á cả nhà. Đây. Cái chỗ cái hướng đó là cái mé sông. Đó. Rồi kìa. Tới đây qua cái đây là cái ngôi chợ này nó rất là dài luôn cả nhà. Đây, xung quanh cũng bán giống như những cái ngôi chợ khác, mặt hàng giống như những ngôi chợ khác thôi. Đúng rồi, mình đi chỗ này nó hơi nắng luôn. Đúng nắng luôn á cả nhà. Giờ anh em Phước đường nó hơi xa nên đi nó hơi chởi. Nó tầm 9 giờ mấy 10 giờ mới tới anh em Phước mới vào quay. Ngôi chợ này thì nó hơi nắng. Nãy giờ mình đi là cũng cả cây số anh ta. Nhưng mà nó vẫn chưa hết cái chợ ngôi chợ luôn á. Nó còn đâm thông thỏng với chưa xong nữa. Đây.
có mấy cô bán hến, bán rau đó. Bán đũa luôn cả nhà đó. À, có chú bán đũa luôn. Đậu. Đây là bán me. Cá đồng nha cả nhà. À. Cái khu này là cái khu mà có một bà cụ bán rau. À. Bán rau nha cả nhà. Đũa cũng rất là nhiều đồ luôn. Theo Phước thì cũng ở phía trước nó cũng còn dài thăm thẳm luôn cả nhà. Em loại mà nó vẫn chưa có hết ngôi chợ này, em đi cũng khá là lâu rồi. Đây là lần đầu tiên mà em thấy một cái ngôi chợ mà nó dài đến mức độ như thế này luôn. So với những ngôi chợ khác thì ngôi chợ này nó rất là dài luôn cả nhà. Đây có mực luôn nha. Rau xài rất là đẹp luôn cái nè. Cô bán trái cây. Dạ con chào cô. Cô bán trời ế quá trời rồi mấy anh. À con chào mình, con thấy cũng khá là đông rồi cô. Trời ơi trời, mới đông bữa nay đó. Mấy dạ. Trời ế muốn chết luôn. Dạ. Sơm tủ quá mà. Trời ơi sơm sơm mà có ai mua gì đâu anh ơi. Cho đẹp vậy đó. Dạ. Dịch đúng rồi, dịch nó ảnh hưởng đến kinh tế cho nên người ta cũng không còn mua đồ giống như lúc trước nữa các cô. Dạ. Rồi con chúc cô mua may bán đắt nha. Rồi, dạ. Dạ, rồi con chào cô con đi. Vàng có chịu à? Dạ. Cục vàng luôn. À. Qua phòng mua rất là dài luôn cả nhà. Nãy giờ anh cá lồng rồng. Đây cả nhà. Cá lồng rồng á. Cá lồng rồng non, cá này là lúc mình xào sớm mình ăn rất là ngon luôn á. Không biết ai bán mất tiêu rồi. Nó nhỏ mà nó phóng này ấn luôn á. Rồi. Cá lồng rồng. À. Nó cũng còn rất là dài nha cả nhà. Bây giờ mình loại cũng sao. Chào cô. Cô bán đồ đồng nè. Hết nè, ruột nè. Hến. Ổi. Với cà bầu bí đao được rất là nhiều luôn nha. Nãy giờ mình đi cũng khá là lâu mà cũng chờ ở đằng kia còn nữa kìa anh Trang. Chợ này nó dài luôn, lần đầu tiên mình đi một cái ngôi chợ mà nó dài tới mức độ này luôn cả nhà. Đây cái gian hàng mắm ở phía trước là có một cái sạp mắm nha. À, cái sạp mắm mắm bạc khía đồ rất là ngon nha. Con chào cô ạ. Đây là mắm của đặc biệt của miền Tây, đặc sản của miền Tây nha cả nhà. Mắm cá lóc, mắm cá sạc. Bạc khía đồ luôn, nhìn đặc sản của miền Tây. Dạ. Con không có nấu cơm nha, cô đi suốt rồi nên con không có mua ủng hộ cô được. Vì con em ở khách sạn ngủ nên đi liên tục nên con không có nấu cơm. Dạ. Đặc sản của miền Tây nha cả nhà, mắm đủ các loại luôn. À. Đây phía trước cũng còn rất là nhiều để anh em Phước tiến tới nữa cho cả nhà xem nha. À. Có một cô đang bán bánh đây. Này con em ăn tàu hủ, đồ tiêu các loại luôn cả nhà. À. Wow. Còn cái rất là dài luôn nha cả nhà. Này khu vực này có cô này cũng đang bán mắm với bạc khía đây cả nhà. Hai ba loại mắm với bạc khía luôn nha. Trái cây. À. À. Đúng rồi, cái ngôi chợ này lần đầu tiên anh em mình đi quay mà nó dài tới mức độ này luôn á. Bỏ chăng mà nó vẫn chưa hết nha, cái ngôi chợ nữa. À con. Đây để anh em Phước đi tới mình khám phá tới cuối của ngôi chợ này là nó dài tới mức độ nào nha cả nhà. À, con chào bà bán bánh tét nha cả nhà. À, cũng là những cái sạp hàng
giống như những cái ngôi chợ kia thôi. Dạ, dạ bị đường xa cô nên con đi tới rồi, đây. Dạ. Dạ con quay con đăng lên YouTube đó cô, cho bà con ở xa mình xem những ngôi chợ quê của mình. Đây để con lại con quay núm cơm cô luôn nha. À, cái này là ngon ngó sen hả cô? À, ngó sen, rau. À, núm cơm, bắp, bắp non đó cả nhà. Con cô ăn món bánh. Đây, do là anh em Phước mà đi nó hơi trễ á, cho nên con chợ này nó cũng hơi vắng ngừ. À. Đây, nó hơi vắng ngừ đó cả nhà. Có ông anh của mình đóng tiêu đi hai người mà nó lạc nữa thôi luôn. À, đây cái nè tây phù gì qua tới đây thì nó có một cái ngã tư á cả nhà. À, cái ngã rẻ luôn, chợ này nó lớn thiệt cả nhà. Ở đây nó có một cái ngã tư luôn á. Và nó vẫn chưa đứt chưa hết ngôi chợ nữa. À. Đi. Dạ, con quay chợ con đăng lên YouTube á cô. Dạ. Cô bán khô cả nhà. Này là khô đồ biển hết á cô. Đồ biển. Cho cô lên YouTube luôn nha, chiều nay 7 giờ cô gõ chợ ngã 7 là sẽ thấy cô anh Chảnh. Chợ ngã 7. Dạ, cô lên YouTube cô gõ. Rồi con chào con đi nha. Đi vô trong luôn hay gì? Giờ cái chợ này tới đây giờ không biết đường đi luôn. Để con đi lên đây được anh Sang cái này nè. Đó, để mình tiến vào bên trong nữa nha. Cái chợ này nó rất là dài luôn cả nhà. Dạ con so với những cái ngôi chợ khác đó, bà là chợ này nó bự. Dạ thì độ tuổi con cũng nhỏ. Dạ bà bán mực nha cả nhà, mực với đồ hải sản rất là ngon. Nó kêu nó bằng bà, nó thấy già dữ lắm thôi, nó đâu có chịu đâu. Thôi cho cái khác quay đi. Dạ để con kêu lại là bằng cô cho trẻ chứ nha. Ừ, bằng cô. Bằng cô cho trẻ chứ. Dạ. Dạ. Thôi làm sao nó quậy lại, quay lại không được á, tao quậy à. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Có gì cô vui thì cả nhà, con rất là vui tính nha cả nhà. Đây là có một cái chị ở trước bán bánh. Rất là nhiều bánh luôn cả nhà. Bánh có bánh này là bánh da lợn. Bánh da heo. Dạ. Là bánh này là bánh bò, chuối rồi. Kiểu nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Còn đây là đường mà vào bên trong chợ nó vào Phước đi mà cũng lâu rồi mà cũng chưa có giáp cái ngôi chợ này nữa cả nhà. Đó. Đây. Cái khu vực này là bán đồ bách hóa giống như là những dụng cụ mà nấu ăn rồi nè cả nhà. Rau, củ, rễ đồ đầy đủ nha. Đó. Hai bên hàng bán đồ bách hóa đây. Đồ nhựa. Đây cả nhà. Tiến vào bên trong qua có đây có một cái con tôm càng. À, có con tôm càng chắc là to luôn cả nhà, không biết cô chủ bán ở đâu rồi. À, mình đi ở đây nó cũng có một cái ngã rẻ luôn này cả nhà. À, chợ này nó rất là to và rộng nha. À, lần đầu tiên mà Phước thấy cái ngôi chợ mà nó lớn nó gì nó như vậy luôn đó cả nhà. Nó cũng là một thành phố nhưng mà cái chợ này nó rất là to, nó không có nó kiểu như là gom vô một chỗ, nó đi ngã nào cũng là bán đồ hết cả nhà.
bây giờ Phước đi cũng khoảng một cây mấy hai cây số rồi mà vẫn chưa hết được cái ngôi trại này nữa. Đó. Này cô bán hủ tiếu mực đồ rất là nhiều nha. Đây để Phước là chắc nghĩ là cuối cái con đường này nó là nó sẽ hết cái ngôi chợ này cả nhà. Đây cái ngôi chợ ngã bảy này là nó đặc trưng của miền Tây luôn cả nhà. Thường là chợ miền Tây nó sẽ giống như gì nha. À, có một cô ở trước là bán chầu cao bán chầu vừa bán cao nha cả nhà. Đây là chầu, đây là cao nha. À, đây là ốc bu, ốc bu á cả nhà. Đây đang quay những cái đến tới những cái khu vực này là cái khu vực bán kêu bằng là bánh hóa cái nè. Này có cô bán trứng nha, qua wow, trứng to. Xin chào cô ạ. Dạ con quay YouTube với cô. Wow, trứng này to quá cô. Chứ mà là trứng trứng ngỗng nha nè. Nhìn nó rất là to. Ở đây là trứng vịt nha. Trứng ngỗng đó cô. Đúng rồi, ngỗng to kìa. Quay đăng lên bán nhìn chị thủy này coi. Dạ. Vậy đây là sạp bán trứng của chị Thủy ở chợ Ngã Bảy nha cả nhà. Ghé ủng hộ giùm bán rẻ kìa. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô con đi nha. Dạ, con chào bà. Dạ. Này, chợ này mình nói rất là to. Cái chợ này nếu mà so với những ngôi chợ khác con quay thì nó bán đắt hơn đó cô, nó to, đắt hơn những ngôi chợ khác. Dạ. So với những cái ngôi chợ như bên Vĩnh Long con quay cấp phẩm thì nó bên kia nó ít người hơn, nó vắng hơn nhiều lắm. Giờ này là nó tan hết luôn á. Này. Đây chỗ này là bán bách hóa nghe cả nhà. Con chào cô à. Cô. Quá nhiều. À, cô bán đậu rau đồ vườn không ha. Dạ. Đây có một bà bán khô nữa nghe cả nhà, bán chào bà. Đây bán rất là nhiều thứ luôn nha. Để mình ra tới cầu ngoài là nó hết chợ rồi đó sao. Mình đi nãy giờ cũng có tầm 2 cây số rồi mà ngôi chợ này nó vẫn còn nghe chứ nó vẫn là chưa có hết nha. Đó. Con chào bà. Dạ con quay YouTube rồi. Đây cô vẫn là bán rau cải đồ đồng. Và đây là lần đầu tiên mà anh em mình đi một cái ngôi chợ lớn gì luôn á anh trời. Xin mình để mình đi và được mà cái giấc sáng á. Sáng nó sẽ đông hơn. Mấy cô kia nói chia sẻ là đi vào giấc sáng là nó đông hơn. Đó. À, cũng khá mọi nhờ đi có con đường này nó mát nha, phải nó nóng trong đường nãy nó mệt. À, có hai cô. Này cô bán rau. Đi rau. Toàn bộ là đồ đông. Đây là chỗ này là lò tàu hũ. Trong này là người ta chỉ bán con chào cô ạ. Dạ. Đây là khu vực này là cũng đã gần hết chợ rồi đó cả nhà. Đây, em đi một luồng khá là xa nha. Để em đi tới tiến lấy cây cầu ở phía trước là nó sẽ hết cái ngôi chợ này. Cũng còn là rất là nhiều đường mà anh em Phước chưa có đi đó cả nhà. Đây cuối cùng đó nó ra được cái quốc lộ ngoài rồi đó, nó hết cái ngôi chợ Ngã Bảy Phụng Hiệp Hậu Giang. Này chỗ này là cũng bán rau trời, nó lớn thiệt chứ. Nó không cố định một chỗ phải không. Đây có cái sạp cam á cả nhà, cam này là cam sành, cam sành nha cả nhà. Có cô bán chè rất là ngon nha. Không biết chiếc là cái bánh
tiệm bánh. Tiệm bánh nghe cả nhà, tiệm bánh rất là ngon. Đây, mình đang tiến vào bên trong cái ngôi chợ mà nó to, nó dài, nó nhiều đường gì, đi đường nào cũng gặp người bán, người mua hết cả nhà. Lần đầu tiên mình đi một cái chợ nó dài tới mức độ này luôn, nó to. Cái bán kính của nó tầm khoảng 2-3 cây số luôn á. Và cô vào bán con cha ba và bán xài rất là to luôn cả nhà. Xài của bà to quá. Con chào bà nha. Còn là lao đồng đây thì nó ra tới cái cầu vượt ở cầu ở phía trước là nó hết cái ngôi chợ này cả nhà. Thì chắc em cũng xin là kết thúc clip vì clip nó cũng hơi dài rồi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem clip của Phước tới thời điểm này. Thì nhớ cả nhà nhớ đăng ký để ủng hộ anh em Phước và không bỏ lỡ những video tiếp theo về những cái ngôi chợ ở miền Tây nha cả nhà. Rồi em xin chào cả nhà, em xin kết thúc clip tại đây nha. Dạ.